Rồi siêu nhân xin chào cả nhà mình nha. Vào ngày mới siêu nhân xin mến chúc cả nhà mình sức khỏe cả nhà mình. Thì cả nhà mình thấy hiện giờ trên xe của siêu nhân đang có chở gạo ra đi. Đây là siêu nhân đang chở gạo đến máy ấm Út Tâm nha cả nhà mình ha. Sau đó thì siêu nhân kép xe luôn cho nó rẻ tiền cả nhà mình. Máy ấm Út Tâm được sự chung tay của cả nhà mình là 300 kg. Sau đó siêu nhân chở 300 kg tiếp tục đi ra ngoài Linh Biên Hòa nha cả nhà ha. Bây giờ siêu nhân mời cả nhà mình xem clip máy ấm Tâm nha. Xin mời cả nhà mình theo dõi. Đây là gạo nha cả nhà mình ha. Còn đây là mới vừa vô một bao rồi. Có lóc cửa xe không ạ? Có lóc cửa xe là có alo có tiền không? Rồi 300 kg gạo này là siêu nhân xin nói tên đó cả nhà mình ha. Bàn máy thanh hỗ trợ 100 kg, nhưng mà đưa luôn 1,5 triệu để là phụ gồng với tiền xe. Tuy nhiên thì không có đủ ha, cho nên cả nhà mình để siêu nhân hỏi tiền xe bao nhiêu rồi siêu nhân báo ha. Và một em Đức Nguyễn ở Mỹ 100 kg và em Trăng Ngô ở Mỹ 100 kg, tổng cộng là 300 kg gạo của ba mạnh thường quân mình ha. Bây giờ siêu nhân mời cả nhà mình cùng theo dõi sơ các bé một cái. Rồi siêu nhân tiếp tục đi thẳng nha cả nhà mình, đi ra máy ấm của Linh Biên Hòa. Còn đây là Út Tâm đây cả nhà mình. Rồi hôm nay anh chở gạo ra cho máy ấm em ha. Mạnh Thường Quân Mai Thanh 100 kg, em Rút Nguyễn ở Mỹ 100 kg, em Canh Ngô ở Mỹ 100 kg, ba Mạnh Thường Quân mình là 300 kg hỗ trợ máy ấm ha. Mua vậy mua lẻ luôn. Dạ, mua lẻ. Hết gạo ăn là mua lẻ. Hết gạo, dạ. Dạ, em cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều, em rất là mừng. Dạ, em chúc cho các Mạnh Thường Quân về là sức khỏe và luôn luôn phát tài. Rồi bây giờ cho anh quay sơ các bé cho cả nhà mình xem cái anh đi liền. Rồi. Ha ha ha!
cả nhà mình. Rồi cả nhà mình đang xem hình ảnh, đây là trạm Úc Tâm nha cả nhà mình ha. Siêu Nhân nghe nói là có khoảng gần 90 bé gì đó mà 300 kg gạo là ăn được 2 tuần, nửa tháng đó cả nhà mình. Úc Tâm nói với Siêu Nhân rằng vậy, Siêu Nhân nghe vậy báo lại cả nhà mình vậy nha. Thì mong rằng cả nhà mình cũng thấy qua đây là mà cũng là một mái ấm nho nhỏ, cũng rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ của cả nhà mình để mái ấm có tiền chăm lo các bé tốt hơn ha cả nhà ha. Xin ông truyền tải câu chuyện mái ấm Úc Tâm. Mong rằng mái ấm nhận được sự hỗ trợ của cả nhà mình nha. Trước khi tắt máy, Siêu Nhân xin một lần xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân Mai Thanh ở Mỹ. Trước khi kết thúc clip, Siêu Nhân xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân Mai Thanh đã giúp 1,5 triệu mua 100 kg gạo bằng 1,3 triệu, còn dư bao nhiêu thì phụ với tiền xe. Chứ Siêu Nhân chở đi thì thiếu bao nhiêu thì báo lại với Mai Thanh thì Mai Thanh sẽ hỗ trợ thêm. Rồi em Trang Ngô ở Mỹ giúp 100 kg gạo và em Đức Nguyễn ở Mỹ giúp 100 kg gạo. Siêu Nhân xin chân thành cảm ơn ba Mạnh Thường Quân mình rất là nhiều. Rồi nói đi. Dạ em cũng ra ngoài cho đỡ ồn, ra ngoài cho đỡ ồn. Em. 6 bao bao gạo đủ cho cả nhà mình. Nói đi. Dạ. Thì sẵn đây anh Siêu Nhân đem gạo lên cho các bé thì em cũng có vài lời nhắn tới Mạnh Thường Quân, cũng như hồi Tết tới giờ thì chồng của em thì việc làm cũng chưa có ổn định, tới tháng Giêng đó chưa có ổn định, nữa tiền mặt bằng 5 triệu với lại nước tiền điện với lại thức ăn đồ ăn cho mấy bé thì cũng hơi thiếu hụt. Chưa có tiền thử em cũng mong cô chú anh chị giúp cho em một tháng này thôi, rồi qua tháng Giêng là em đi làm phụ với ảnh rồi, tại vì bữa 20 đóng tiền mặt bằng mà bữa nay tới 6 tay trễ rồi em cũng sợ người ta ấy, người ta làm khó làm dễ đó. Thử em cũng cầu xin Mạnh Thường Quân giúp cho em một tháng này thôi, rồi một tháng duy nhất này thôi, rồi tháng sau là em đi làm phụ ảnh, em cũng xin việc làm mà qua tháng Giêng người ta mới nhận đi phụ quán 6 giờ chiều tới 10 giờ đêm 4 tiếng. 6 giờ chiều là ảnh đi làm về rồi bắt đầu ảnh coi mấy đứa nhỏ cho nó đừng ồn ào, rồi em đi làm tới 4 tiếng, 1 tiếng 70 ngàn. Và nhưng mà hết tháng Giêng người ta mới thôi luôn. Có như là bây giờ em nhờ anh truyền tải giùm đến cộng đồng, xin cộng đồng phụ với em 1 tháng tiền nhà. Tháng là bao nhiêu tiền? Dạ mặt bằng là 5 triệu. Chứ 2 triệu mốt tiền nước tiền điện. 21 tiền nữa, nước tiền điện nữa. Dạ, với cho em xin chừng 1,5 triệu mua thịt cho mấy đứa nó cũng cần hết rồi. Đó là đây là Úc Tâm này cả nhà mình ha. Xin dạ, nhờ xin một duy nhất tháng này thôi. Đó, xin nhờ Siêu Nhân truyền tải đến cả nhà mình, xin cả nhà mình một tháng một là 5 triệu tiền mặt bằng, 2 triệu mốt tiền điện nước, với lại xin một thêm một tí tiền triệu rưỡi tiền thức ăn cho các bé. Úc Tâm nói là Úc Tâm chưa có đi làm được cái gì hết, hết tháng này người ta mới làm đúng không? Hết tháng gì người ta mới nhận, tại vì em cũng xin gọi bên cầu Gò Công mình bên đây là chiều 6 giờ là anh đi về, rồi anh em giao ở nhà cái hẳn câu tụi nó ngủ luôn, nó dụ nó có la thì anh cũng lên tiếng la cho nó im, rồi 6 giờ là em đi làm, rồi 4 tiếng là em về. Rồi cả nhà mình ha, cả nhà mình có thể là gửi thẳng về phụ Úc Tâm á. Cả nhà mình xem xét rồi phụ Úc Tâm, rồi cả nhà mình cũng có gửi thẳng về Úc Tâm cũng được. Cả nhà mình gửi qua Siêu Nhân thì Siêu Nhân nhận được sự ủng hộ của cả nhà mình, Siêu Nhân sẽ chuyển khoản xuống cho Úc Tâm ha. Cả nhà mình yên tâm, sau khi Siêu Nhân chuyển khoản thì có biên lai lại. Em xin cô chú một tháng thôi, tại tháng Giêng á nó cũng eo hẹp khó khăn á. Rồi em qua cái clip này của anh Siêu Nhân em cũng cầu xin cô chú giúp cho em một tháng thôi. Giờ có gạo em rất là mừng, thì hôm giờ em mua tụm. Rồi hôm nay thì 300 kg gạo của ba Mạnh của mình em biết ai ai cho em nói đi. Dạ em cũng cảm ơn là chị Trang Ngô giúp cho em 100 kg, rồi chị Mai Thanh
100 kg, với em Quốc Nguyễn 100 kg. Và chị cũng cầu chúc cho ba Mạnh Thường Quân này, tất cả Mạnh Thường Quân luôn, và làm ăn luôn luôn phát tài, có tiền thật là nhiều để giúp các trạm khó khăn chơi nghiêng cho các bé. Rồi, anh cảm ơn em nhiều ha. Rồi anh truyền tải clip này lên, cũng mà hy vọng rằng Mạnh Thường Quân sẽ nghe tiếng gọi của em phụ với em đóng tiền nhà ha. Một tháng thôi, một tháng này thôi, tại vì mấy tháng trong Tết thì cũng có làm điều điều, rồi tháng riêng này không có làm, rồi cũng trễ, rồi cũng sợ người ta làm khó làm dễ. Rồi. Vậy em cũng cầu xin cô chú giúp cho các bé một tháng duy nhất này thôi. Rồi, cảm ơn em nhiều. Rồi ha, anh hy vọng rằng Mạnh Thường Quân sẽ cái như là xem qua clip này và coi phụ với em cho em vượt qua trong tháng này ha. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn anh Siêu Nhân đã truyền tải em được 300 kg gạo, em rất là mừng luôn. Em nói thiệt, em mừng, em muốn khóc luôn đó. Có bữa nào cũng luôn tụm giống vậy đó. Rồi. Dạ, em cũng chúc anh Siêu Nhân phát tài và mua ba tấn đất gạo cho các trạm. Rồi, cảm ơn em nhiều.